chỉ hơi náo chứ sợ gì không thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái sau khi mình vệ sinh bằng cái sợ nhựa tẩy đầu phun thì mình sẽ vệ sinh bằng cái phương pháp phối hình con truyền thống mà mình nghĩ là hầu như các bạn mình sử dụng máy 3D lâu năm sẽ biết là sử dụng cái sợi nhựa ni lông để đẩy xuống, sau đó giật ngược lên để lôi những cái cặn lên. Thì mình làm để cho các bạn xem là sau khi mà vệ sinh bằng cái nhựa kia thì trong đầu phun nó liệu nó có sạch hay không, thì ở đây mình sẽ làm cụ thể. Thì như mình đã nói từ ban đầu, cái máy này là trong những cái máy rất là cũ lâu đời ở công ty mình, nó cũng phải gần 7 năm tuổi, một trong những cái máy đầu tiên mà công ty mình sản xuất ra, cho nên là nó nhìn nó rất là dơ và nó nhìn nó ngộ, nhưng mà nó vẫn chạy rất là tốt nha các bạn. Mình vẫn sử dụng nó hàng ngày không có vấn đề gì, mà sử dụng là để in nhựa ABS, nhựa BC, nhựa ni lông nữa chứ không phải là để in nhựa PLA đâu. Thì các bạn thấy là cái sợi nhựa ni lông nó đang chảy ra đúng không? Đây là bước 1 của cái phương pháp và hốt thành khôn. Sau đó là mình sẽ ngừng không cuốn nhựa nữa và hạ cái nhiệt độ đầu phun xuống để cho cái nhựa nó không dính lại ở bên trong cái nòng của đầu phun. Làm cái phương pháp này nó mất công lắm các bạn. Bạn nào mà bạn nữ làm sẽ rất là khó khăn. Thử chút thì phải dùng sức để kéo ngược lên rồi chứ. Rồi khi nào mà đẩy hết nổi rồi đó, tức là cái nhiệt độ cái đầu phun nó đã giảm xuống dưới cái mức chảy ni lông, mình sẽ kéo ngược lên để lôi những cái cặn ở trong ruột nó ra, thì để mình xem là lôi ra xem là trong cái ruột nó là còn có cái cặn hay không sau khi mà mình đã sử dụng cái loại nhựa tẩy đầu phun đầu clip. Quay lùi lùi ra để thấy cảnh các bạn kéo cái sợi nhựa lên. Không có còn cái hạt nào trong đó hết, nó chỉ hơi náo với sợi nhựa thôi. À, có lẽ là do là lúc nãy là nếu như mà mình sử dụng thêm một hai lượt cái nhựa để mà tẩy thì nó sẽ sạch hoàn toàn các bạn, nhưng hồi nãy thì mình chỉ sử dụng có một đoạn nhỏ nhưng mà nó cũng đã lôi hết được những cái hạt cặn ra rồi. Còn cái màu này là do cái đầu phun thì là thường xuyên bên cái